Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi The Jenga Resort and Casino, HT Learning Center. Sự thành công của con em quý vị là niềm tự hào của chúng tôi. Quý vị có bao nhiêu chương mục về hưu? Đây là thời điểm tốt nhất liên lạc ngay với anh Ted Ngô CFP 714-377-8700. My Phương Beauty and Wellness Center, xăm phong thêu tán bột chân mày mí mắt nguyên môi với nữ tài tử Mai Phương 25 năm kinh nghiệm 714-839-8121. Tế bào gốc Biolacell, tinh hoa của đất trời, đẹp da, mọc tóc, giảm cân, nữ tài tử Mai Phương, đại diện độc quyền 714-839-8121. Chúng tôi cần đại lý khắp nơi. Chương trình này được đem tới bởi Pala Casino Spa and Resort. Hoàng Trọng Thùy xin trân trọng kính chào quý khán thính giả, chào đón quý vị đến với chương trình phát hình live của Little Sài Gòn TV trên màn tầng 57.7 hệ thống Galaxy 19 trong phần tin tức vào ngày thứ 6 hôm nay. Chúc quý vị một cuối tuần thật là tuyệt vời và thời tiết ấm áp, hứa hẹn một ngày thứ bảy và chủ nhật tuyệt lắm phải không Thảo Yên? Vâng thưa anh. Cũng không ấm hơn ngày hôm nay với ngày hôm qua là bao nhiêu, bởi vì nhiệt độ cũng giữ ở mức là 70 mấy độ như mà những ngày qua. Và ngày hôm nay thì sáng sớm có sương mù thưa quý vị, và hiện tại thì trời vẫn còn khá là âm u tối, và buổi trưa ngày hôm nay nhiệt độ lên cao nhất tại Westminster cũng chỉ có 72-73 độ mà thôi. Anaheim thì khá là cao, ngày hôm nay có thể lên đến 80 độ, và Riverside thì là ở mức trên 85 độ. Và sáng sớm hôm nay ở Riverside là có sương mù dày đặc thưa quý vị. Và trong những ngày sắp đến đó thì ngày hôm nay và ngày mai cứ sáng là trời có mây mù âm u, nhưng mà buổi trưa thì lên được ở tầm là 73-74 độ. Buổi tối thì là khá lạnh, giữ ở mức là 60 độ. Và trong những ngày này thì tia UV khá là thấp thưa quý vị, chỉ có 6 trên 10 mà thôi. Và ngày hôm nay mặt trời mọc lúc 6 giờ 56 phút sáng, mặt trời lặn lúc 6 giờ 18 phút. Như vậy thì trời vẫn ấm chứ phải không? Em lại thấy không ấm lắm thưa anh, sáng sớm lạnh quá. Không có chuyện đến trưa kìa, còn sáng sớm lạnh là phải rồi, buổi tối thì mát, đó là tuyệt vời. Chưa, em không ra khỏi nhà, em ở trong nhà. Thưa quý vị, và tình hình tài chính tại Hoa Kỳ này diễn biến như thế nào? Chúng tôi nhìn thấy thị trường tài chính châu Á, cứ buổi chiều mà quý vị theo dõi truyền hình thì sẽ thấy rằng có những cái con số liên quan đến thị trường châu Á, rồi sau đó đến châu Âu, và hai cái thị trường này đã hoạt động rất tốt trong ngày thứ 6. Chính vì thế, với những cái bản tin tốt ở tại Mỹ, đầu tiên đó là Citigroup Profit, là mức lợi nhuận của công ty Citigroup đã vượt quá các mức dự tính của giới đầu tư 35%, nhất là bond trading, những cái người mà mua bán công trái phiếu đều tăng. Đó là tin tốt thứ nhất. Thứ nhì là số hàng bán lẻ tại Mỹ đã tăng trong tháng 9. By most in 3 months, trong vòng 3 tháng qua, thì tháng 9, tức là tháng 7, tháng 8, tháng 9, thì tháng 9 có cái số cửa bán lẻ nhiều nhất. Và trong số này, phải nói cái sự đóng góp của quý khán thính giả là rất cao, bởi vì chúng ta đi mua sắm, mua hàng. Trong đó Thảo Yên có đi mua cái gì không? Sáng sớm nay em mới mua sắm online thôi. Thấy chưa đó, Thảo Yên và cá nhân chúng tôi cũng trong một tháng trời qua, tháng 9 chúng tôi mua hàng khá nhiều trên eBay và Amazon. US business inventories increase. Quý vị thấy không? Dựa trên cái tin này, tức là hàng bán lẻ mà tăng thì có nghĩa là các công ty phải mua hàng vào để dành, để chuẩn bị. Và nhất là công ty Amazon tuyên bố họ thuê mướn đến cả 100,000 công việc đó. Mới đầu thì tính vài chục ngàn. Không những Amazon mà hầu hết tất cả các công ty của Mỹ đều dự trù là thuê mướn thêm nhân viên bán thời gian hoặc là toàn thời gian, nhưng seasonal, có nghĩa là theo mùa, trong vòng 3 tháng tới đây, cho tháng 10, tháng 11, tháng 12 và kể cả tháng riêng nữa, bởi vì sau Christmas còn có after Christmas sale thưa quý vị. Và vì thế nguồn dự trữ hàng hóa của công ty, điều này có nghĩa là họ đặt hàng nhiều cho những cái tháng tới.
Và qua đó, tất cả những cái tin tức tốt này đã giúp cho thị trường chứng khoán ngày hôm nay tăng trở lại, vượt quá mức 18.000 ngày hôm qua. Thì tin buồn, lần đầu tiên trong nhiều tháng qua, Dow Jones xuống dưới mức 18.000. Hôm nay thì đã tăng lên trở lại và lên trên 211 điểm, thưa quý vị. Bởi vì cái con số giảm ngày hôm qua có lúc xuống tới 160 điểm nhưng mà sau đó đã gỡ lại phần nào. Vì thế ngày hôm nay Dow Jones lên được 112 điểm, 18.211. S&P 500 lên được 9 điểm và Nasdaq lên được 26 điểm. Sáng nay con số nó cao hơn rất nhiều, có lúc lên được cả 140 điểm, thưa quý vị. Vàng thì xuống trở lại, giới đầu tư bán tháo vàng ngày hôm nay xuống 2 đồng tư, 1.255 đồng 20 sen và dầu xuống 26 sen, 50 đồng 18 sen. Khán giả đặt câu hỏi đó là trong những cái bản tin của chúng tôi đó, có những cái phần nói khá nhiều bất lợi cho ông Trump. Trong khi đó thì lại nói quá lời cho bà Clinton. Thưa quý vị, nếu quý vị để ý cái phần trình bày của chúng tôi đó thì đều dựa vào những cái bản tin trên mạng và những cái phần phân tích ở trên mạng. Và những gì mà chúng tôi nhìn thấy được thì chúng tôi gửi đến quý vị. Nhất là trong cái lúc này đó, các vụ mà tranh cử nó đang diễn ra rất là ồn ào, phải không ạ? Còn có 24-25 ngày nữa thôi là tới ngày bầu cử rồi. Và từ ngày hôm nay cho tới ngày 19 là ngày sẽ xuất hiện để mà tranh luận trở lại, debate giữa hai người. Chúng tôi sẽ gửi đến quý vị phần tường trình về debate. Thực ra nó cũng không cần cái debate nữa. Bà Clinton nhất thiết cũng không cần, nhưng mà đó là cái rule, cái quy định đã được đưa ra và hai ứng viên sẽ qua 3 cuộc tranh luận. Lẽ đương nhiên ông Trump có quyền từ chối hoặc là bà Clinton có quyền từ chối. Nhưng mà cho đến giờ phút này thì cả hai bên nhất định sẽ tiếp tục cuộc tranh luận ngày 19 tháng 10 này. Và từ bây giờ cho đến ngày 8 tháng 11, nhiều cuộc thăm dò sẽ còn diễn ra nữa. Tối hôm qua, NBC, Fox, thưa quý vị, CNN v.v. đều thực hiện các cuộc thăm dò. Và những gì mà có được thì chúng tôi trình bày đến quý khán thính giả dựa trên các bài viết. Và họ nói rằng là cho đến giờ phút này, 25 ngày nữa trước ngày bầu cử, cái chiều hướng, cái khuynh hướng mà ông Trump có được 270 phiếu cử tri đoàn, 270 phiếu cử tri đoàn cần thiết để vào được tòa Bạch Ốc đó, thì looking more and more impossible by the day. Vâng, đây là không phải là câu nói của chúng tôi, quý vị nhé. Nhiều người có nói chứ, sao anh Thủy hay đưa ra những cái phần phân tích có lợi quá đó cho bà Clinton đó. No, không phải là tôi nói, mà bài viết nói. Có khán giả còn hỏi anh là anh nhận bao nhiêu tiền từ bà Clinton kìa. Có khán giả còn hỏi tôi không biết là tôi nhận được bao nhiêu tiền. Wow, thưa quý vị. Mà nếu bà đưa tiền chắc mình anh nhận khá. Thì với điều kiện đó là phải mời anh vào ủy ban tranh cử cho bà Clinton vào. Rất tiếc, không có một đồng nào hết, thưa quý vị. Cho nên đây là những gì mà quý vị đọc. Quý vị thấy không? Họ nói đó là cái việc mà ông Trump có được 270 phiếu bầu càng ngày càng khó khăn hơn. Mà chưa kể đó là quý vị phải theo dõi tin tức của Đài Mỹ thật là nhiều đó. Quý vị mới thấy được có những cái điểm rất là chi tiết. Chẳng hạn như là bài diễn văn của Michelle Obama. Họ nói một cái bài diễn văn hùng hồn. Và thậm chí có nhà phân tích nói là cái bài diễn văn của bà Michelle Obama ngày hôm qua đọc tại New Hampshire đó là có cái khả năng đánh một đòn chí tử vô cuộc vận động của ông Trump. Vâng. Đó, bây giờ bà Clinton, nhiều người nói là bất chiến tự nhiên thành. Tại sao lại có chuyện như thế? Chúng tôi trở lại ngay sau phần quảng cáo, quý vị nhé.